Củ, cái củ gì, cái củ gì củ mà su ăn gì? Củ su gì? Su su. Phải à, không. Cái đồng tiền á. Rồi cái này gọi là cái gì? Su gì? Đồng su. Trời ơi, em không biết nói sao luôn. Su gì? Củ su gì? Su gì mà mình hay xào đó. Mình hay xào ăn nó su gì? Su gì mà trái xanh xanh mà có khí khía đó, ngoài chợ á hay mua về hầm. Su gì? Cái củ su á. Su hào. Đúng rồi. Hào phóng. Đúng. Trời ơi. Tiếp tiếp.